Rồi, mến chào anh em ha. Hôm nay cửa hàng em về đùm con xin đi qua 346 nè anh em. Dòng xin đi qua này phải nói là chạy đẳng cấp rồi. Anh em miền Tây thì ai cũng biết về cái độ bền của nó ha. Tiết kiệm xăng, chạy ngon, chạy cực bền luôn. Cắt cây thơi hay là mình xài gia đình cắt củi, cây đồ rất là ngon. Anh em đi cắt cây thơi dùng cái này cũng rất là bền luôn ha. Siêu bền, tiết kiệm xăng nữa. 346 con này đẹp xuất sắc anh em. Nguyên zin từ con ốc luôn ha. Để em gỡ bên sang con cho anh em xem bên trong nội thất của nó đẹp cỡ nào nha anh em. Con này em chưa xịt bóng nha anh em, chỉ mới rửa dầu qua sơ sơ thôi ha. Đây, vàng nín thôi anh em. Chế zin theo máy nha, chế nó sử dụng chế quanh bà gồ nên khỏi tiết kiệm xăng, khỏi phải bàn luôn rồi. Ốc mát vàng nín thôi. Con này là rất là đẹp luôn anh em. Mà có cái bên lớp lam này thì nó bị chóc sơn hơi nhiều ha. Bị chóc sơn nhưng vẫn là lớp lam zin ha. Nó để đâu không biết mà cái mặt này nó bị chóc sơn anh em. Lớp lam ghi nước Sinewa ha. Lam thì lam này tầm là 4,5 tấc ha. Rất là ngon luôn, nhưng mà công suất này thì nó hơi cồn rồi. Anh em mua thì em cắt công suất mới cho anh em rồi tặng luôn anh em công suất này về chạy đỡ. Rồi thì cắt luôn công suất mới cho anh em về xài. Còn đây là giá 3 triệu anh em. Rồi để em chất nổ cho anh em xem cái động cơ nó ha. Con là nguyên zin ha, hơi cực kỳ tiền căng luôn. Cực kỳ luôn anh em. Rồi ganh ti nhuyễn ra cuối cực kỳ bốc anh em. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em, con này 3 triệu anh em. Liên hệ 0944787771, số điện thoại em có sử dụng Zalo và Facebook ha. Địa chỉ cửa hàng là 703 Thành Lộc, Rồng Riềng, Kiên Giang.